Chào mừng các bạn đã đến với tuonthi.com, nơi giúp các bạn học dễ hiểu và thi hiệu quả. Đây là một video dành cho các bạn đang học môn SBR hoặc chỉ đơn giản là quan tâm đến chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS. Tiếp tục với chủ đề về IFRS số 9, các công cụ tài chính, thì trong video này mình sẽ chia sẻ về vấn đề sự suy giảm giá trị của tài sản tài chính. Với các cái tài sản tài chính, bởi vì cũng là tài sản nên cũng có thể bị suy giảm giá trị giống như các loại tài sản khác. Tuy nhiên là cái chuẩn mực IAS số 36 về sự suy giảm giá trị thì nó không áp dụng với các cái tài sản tài chính. Và sự suy giảm giá trị của các cái tài sản tài chính sẽ cần phải được áp dụng theo quy định riêng tại IFRS số 9. Lý do là bởi vì chúng có cái cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Với IAS số 36 thì các cái khoản suy giảm giá trị chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng khách quan về sự suy giảm giá trị. Trong khi với cái IAS số 9 thì sự suy giảm giá trị của tài sản tài chính sẽ được ghi nhận theo cái mô hình gọi là Forward Looking Model. Cụ thể là sử dụng cái mô hình tổn thất tín dụng dự kiến ECL. Theo đó thì các cái tổn thất tín dụng dự kiến trong tương lai sẽ được tính toán và ghi nhận cùng với cái sự ghi nhận của tài sản tài chính. Và sở dĩ các cái tài sản tài chính cần có cái cách xử lý khác biệt so với các cái tài sản khác như vậy là bởi vì tài sản tài chính thì luôn gắn liền với việc thu hồi dòng tiền. Do vậy, cái việc sử dụng mô hình ECL thì sẽ giúp cung cấp thông tin thích hợp cho nhà đầu tư để mà đánh giá cái khả năng thu hồi dòng tiền của tài sản tài chính. Sau đây thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu chi tiết về cái mô hình ECL nha. Điểm đầu tiên chúng ta cần ghi nhớ đó là cái loại tài sản tài chính nào thì cần phải áp dụng cái mô hình ECL để mà đánh giá suy giảm giá trị. Từ các cái video trước chúng ta đã biết rằng là tài sản tài chính thì có thể chia vào 3 cái loại. Thứ nhất là các cái tài sản được đo lường theo giá trị phân bổ hay là theo chi phí phân bổ thì được áp dụng khi cả hai thỏa mãn cả hai cái điều kiện về mô hình kinh doanh và đặc điểm dòng tiền. Cái công cụ loại này sẽ gồm có các cái công cụ nợ. Thứ hai là các cái tài sản tài chính được đo lường theo giá trị hợp lý qua OCI, có thể bao gồm cả công cụ nợ và công cụ vốn. Với các cái công cụ nợ thì sẽ phải thỏa mãn cái điều kiện về mô hình kinh doanh và đặc điểm dòng tiền, và các cái công cụ vốn đáng lẽ là hạch toán qua giá trị hợp lý qua lãi lỗ trong kỳ nhưng mà được doanh nghiệp chỉ định để đo lường là theo giá trị hợp lý thông qua OCI. Loại thứ ba đó là các cái tài sản tài chính đo lường theo giá trị hợp lý qua lãi lỗ trong kỳ, bao gồm các công cụ không thỏa mãn loại 1 và loại 2. Hoặc là các công cụ mà được chỉ định để đo lường theo giá trị hợp lý qua lãi lỗ trong kỳ tại thời điểm ghi nhận ban đầu để mà loại bỏ hoặc giảm đáng kể cái sự không nhất quán accounting mismatch trong đo lường hoặc là ghi nhận. Cái loại này thì cũng có thể bao gồm cả công cụ nợ và công cụ vốn. Và chúng ta biết rằng các cái công cụ mà bản chất phải hạch toán theo giá trị hợp lý qua lỗ trong kỳ ấy, thì trong giá trị hợp lý điều chỉnh hàng kỳ nó đã bao gồm cái sự suy giảm giá trị và phản ánh luôn vào trong là lỗ rồi. Do vậy thì sẽ không cần phải đánh giá cái sự suy giảm giá trị nữa. Như vậy thì tức là trong ba cái loại này chúng ta chỉ có loại 1 và loại 2 là có thể cần phải áp dụng cái mô hình ECL để mà ghi nhận cái sự suy giảm giá trị thôi. Tuy nhiên với cái công cụ mà thuộc cái loại 2 ấy, thì chúng ta cũng chỉ cần áp dụng với cái phần công cụ nợ mà thỏa mãn điều kiện về mô hình kinh doanh và đặc điểm dòng tiền thôi, chứ không áp dụng cho các cái công cụ vốn mà được doanh nghiệp chỉ định để đo lường theo giá trị hợp lý của OCI. Như vậy thì chốt lại, cái việc xác định suy giảm giá trị của tài sản tài chính sẽ được áp dụng cho các cái công cụ nợ phân loại là đo lường theo chi phí phân bổ hoặc là giá trị hợp lý thông qua OCI. Điểm thứ hai mà chúng ta cần phải biết đó là năm cái khái niệm liên quan đến việc ghi nhận khoản suy giảm giá trị của tài sản tài chính. Thứ nhất đó là tổn thất tín dụng, credit loss. Thì đây là cái sự khác biệt, là giá trị hiện tại của cái sự khác biệt giữa dòng tiền theo hợp đồng và dòng tiền mà doanh nghiệp dự kiến nhận được. Nghe đến giá trị hiện tại là hiểu rằng sẽ có thể phải chiết khấu dòng tiền đúng không? Cái khái niệm thứ hai đó là cái tổn thất tín dụng dự kiến, thì đây sẽ là cái bình quân giao quyền của các khoản tổn thất tín dụng tại các cái mức rủi ro mất thanh toán tương ứng. Hiểu ở đơn giản thì giống như kiểu cách chúng ta tính cái giá trị kỳ vọng ở môn quản lý tài chính ấy, lấy xác suất của từng phương án nhân với giá trị của từng phương án đó, sau đó tính ra bình quân thì đó sẽ là cái giá trị kỳ vọng
Thì cách chúng ta tính ra cái tổn thất tín dụng dự kiến này cũng tương tự như vậy. Cái khái niệm thứ ba đó là tổn thất tín dụng dự kiến trọn đời hoặc là toàn thời gian tùy cách dịch. Thì đây sẽ là cái tổn thất tín dụng dự kiến phát sinh từ tất cả các cái sự kiện mất khả năng thanh toán có thể xảy ra trong cái vòng đời dự kiến của một công cụ tài chính. Khái niệm thứ tư đó là cái tổn thất tín dụng dự kiến cho 12 tháng. Thì đây sẽ là một phần của cái tổn thất tín dụng dự kiến trọn đời. Và nó sẽ tính là xảy ra trong vòng 12 tháng sau ngày báo cáo. Cái khái niệm cuối cùng mà mình muốn nhắc đến ở đây đó là loss allowance. Thì đây là cái khoản suy giảm giá trị do tổn thất tín dụng dự kiến của tài sản tài chính. Nói chung là tất cả các cái vấn đề liên quan đến cái phần suy giảm giá trị của tài sản tài chính này, chúng ta sẽ liên tục thấy xuất hiện năm cái khái niệm mà mình vừa đề cập. Cái điểm thứ ba mà chúng ta cần phải ghi nhớ đó là cái nguyên tắc để áp dụng mô hình ECL. IFRS số 9 quy định rằng cái khoản suy giảm giá trị do tổn thất tín dụng sẽ cần phải được ghi nhận cho tài sản tài chính cho mỗi cái kỳ kế toán. Còn cách ghi nhận như thế nào thì sẽ dựa vào cái mô hình ECL. Và đã là tài chính thì sẽ luôn gắn liền với rủi ro tín dụng. Chính vì vậy, cái mô hình ECL này nó cũng sẽ gắn liền với cái mức độ rủi ro tín dụng của các cái tài sản tài chính. Cụ thể thì cái mô hình suy giảm giá trị của IFRS số 9 sẽ giới thiệu cách tiếp cận 3 giai đoạn tương ứng với cái mức độ rủi ro tín dụng tăng dần của tài sản tài chính. Giai đoạn 1 sẽ đề cập đến các công cụ tài chính có rủi ro tín dụng tăng không đáng kể từ khi mà chúng được ghi nhận lần đầu tiên hoặc có rủi ro tín dụng thấp vào thời điểm cuối năm tài chính. Đối với những tài sản này thì doanh nghiệp sẽ cần ghi nhận khoản suy giảm giá trị tương ứng với cái tổn thất tín dụng dự kiến ECL trong vòng 12 tháng. Và cái thu nhập từ lãi vay của tài sản tài chính sẽ được tính trên tổng giá trị ghi sổ của tài sản, tức là cái giá trị ghi sổ mà chưa trừ đi cái tổn thất tín dụng đã ghi nhận. Cái giai đoạn 2 nó sẽ đề cập đến các cái công cụ tài chính mà có rủi ro tín dụng tăng lên đáng kể từ khi chúng được ghi nhận lần đầu nhưng mà chưa bị suy giảm tín dụng. Để đánh giá liệu cái rủi ro tín dụng có tăng đáng kể hay không kể từ thời điểm ghi nhận ban đầu thì IFRS số 9 yêu cầu rằng doanh nghiệp sẽ phải so sánh cái rủi ro mất thanh toán của tài sản tại ngày báo cáo với tại cái thời điểm ghi nhận ban đầu. Rủi ro tín dụng thì có thể được coi là tăng lên đáng kể nếu các khoản thanh toán theo hợp đồng mà quá hạn hơn 30 ngày tại ngày báo cáo. Với cái tài sản ở giai đoạn 2 này sẽ cần phải ghi nhận suy giảm giá trị tương ứng với các cái khoản tổn thất dự kiến trọn đời của công cụ tài chính. Lưu ý là các khoản tổn thất dự kiến này sẽ cần phải được chiết khấu về thời điểm lập báo cáo tài chính bằng cách sử dụng lãi suất thực tế của tài sản tài chính được xác định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Ôi mỏi hết cả miệng. Ví dụ như với trái phiếu, chúng ta vẫn luôn có cái lãi suất danh nghĩa theo coupon để mà tính ra cái số tiền thực nhận và cái lãi suất thực tế để tính ra cái thu nhập tiền lãi trong kỳ đúng không? Thì cái lãi suất sử dụng để chiết khấu các khoản tổn thất dự kiến trọn đời của tài sản tài chính nó sẽ là cái lãi suất thực tế. Các khoản lãi lỗ từ suy giảm giá trị do tổn thất tín dụng thì tất nhiên là sẽ được phản ánh vào lãi lỗ trong kỳ nhá. Và tương tự như tài sản ở giai đoạn 1 thì tài sản ở giai đoạn 2 này do chưa bị đánh giá là suy giảm tín dụng nên doanh thu tiền lãi hay là thu nhập tiền lãi vẫn sẽ được tính trên cái giá trị ghi sổ gộp của tài sản. Giai đoạn 3 đó là các cái tài sản tài chính bị suy giảm tín dụng. Đây là giai đoạn xảy ra các cái sự kiện có tác động bất lợi đến dòng tiền ước tính trong tương lai từ tài sản tài chính. Cái một số cái dấu hiệu thể hiện cái sự suy giảm tín dụng như là bên đi vay gặp khó khăn tài chính đáng kể này, rồi là bên đi vay vi phạm hợp đồng chẳng hạn như không thanh toán tiền lãi kiểu vậy, rồi là có thể là chắc chắn rằng bên đi vay sẽ bị phá sản. Thì đối với những cái tài sản này chúng ta sẽ cần ghi nhận cái tổn thất tín dụng dự kiến trọn đời cho tài sản trong mỗi kỳ kế toán và cái ECL lúc này sẽ được xác định bằng chênh lệch giữa giá trị ghi sổ gộp của tài sản và giá trị hiện tại của dòng tiền ước tính trong tương lai được chiết khấu theo lãi suất thực tế ban đầu của tài sản tài chính. Còn cái thu nhập tiền lãi của các cái tài sản ở giai đoạn 3 này sẽ được tính bằng cách sử dụng cái lãi suất thực tế trên giá trị ghi sổ mà trừ đi cái khoản tổn thất tín dụng trọn đời. Với các cái tài sản bị suy giảm tín dụng ở giai đoạn 3 này sẽ có một cái trường hợp đặc biệt. Đó là các cái tài sản mua về mà đã bị suy giảm tín dụng, bị tổn thất tín dụng ngay tại cái thời điểm ghi nhận ban đầu. Các bạn hãy nhớ rằng với cái tài sản kiểu này thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái lãi suất thực tế đã điều chỉnh theo cái rủi ro tín dụng.
Tức là bởi vì nó đã bị suy giảm tín dụng ngay tại thời điểm mua rồi, cho nên cái lãi suất mà chúng ta sử dụng cũng sẽ phải điều chỉnh để phản ánh được cái rủi ro đó. Cụ thể với các cái tài sản mà bị suy giảm tín dụng ngay tại thời điểm ghi nhận ban đầu thì IFRS số 9 quy định rằng khi này bởi vì cái giá mua hay là cái giá trị hợp lý của tài sản tại ngày mua nó đã phản ánh cái tổn thất tín dụng dự kiến tại thời điểm ban đầu rồi, nên là khi mà ghi nhận cái suy giảm giá trị tài sản tại thời điểm cuối kỳ báo cáo thì doanh nghiệp sẽ chỉ cần ghi nhận cái phần tổn thất tín dụng dự kiến tăng giảm thêm trong kỳ là được. Và cái tổn thất tín dụng dự kiến tăng giảm thêm trong kỳ sẽ được tính bằng cách sử dụng cái lãi suất thực tế đã điều chỉnh theo rủi ro tín dụng được xác định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Và trong trường hợp này thì cái thu nhập tiền lãi nó sẽ được tính bằng cách sử dụng cái lãi suất đã điều chỉnh để phản ánh cái rủi ro tín dụng tại thời điểm ban đầu và được tính trên cái giá trị phân bổ của tài sản tài chính tại thời điểm ban đầu chứ không phải là thời điểm cuối kỳ báo cáo giống như bình thường nhá. Đó, cái nguyên lý thì nó chỉ có như vậy thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi xem một số cái ví dụ để hiểu rõ hơn. Tình huống đầu tiên đó là vào ngày 31 tháng 12 x3 thì công ty H đã mua trái phiếu trị giá 10 triệu đô của công ty S theo mệnh giá. Trái phiếu thì được hoàn trả vào ngày 31 tháng 12 x6 với cái lãi suất thực tế là 8%. Mô hình kinh doanh của H là thu thập các dòng tiền theo hợp đồng trong suốt thời gian sử dụng của tài sản. Tại ngày 31 tháng 12 x3, trái phiếu được coi là có rủi ro thấp và do đó khoản lỗ tín dụng dự kiến, khoản tổn thất tín dụng dự kiến trong vòng 12 tháng là 10.000 đô. Vào ngày 31 tháng 12 x4 thì công ty S đã thanh toán lại trái phiếu. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, cái rủi ro gắn liền với trái phiếu được cho là đã tăng lên đáng kể. Cái giá trị hiện tại của các cái khoản hoàn trả cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 x5 được ước tính là 462.963 đô với cái xác suất mất khả năng thanh toán là 3%. Vào ngày 31 tháng 12 x4 thì công ty dự đoán rằng sẽ không nhận được thêm khoản thanh toán lại trái phiếu nào trong năm kết thúc ngày 31 tháng 12 x6 và chỉ nhận được một phần cái giá trị danh nghĩa của trái phiếu. Biết rằng cái giá trị hiện tại của cái khoản tiền mặt bị thiếu hụt này được ước tính là 6.858.710 đô với cái khả năng mức khả năng thanh toán là 5% cho cái năm tài chính kết thúc vào 31 tháng 12 x6. Yêu cầu ở đây là thảo luận với các cái tính toán phù hợp rồi là cái cách kế toán trái phiếu trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào 31 tháng 12 x3 và 31 tháng 12 x4, bao gồm cả các cái khoản suy giảm giá trị. Với cái tình huống yêu cầu thảo luận về cách kế toán như này thì nghĩa là chúng ta sẽ phải đưa ra các cái ý và giải thích cho cái ý đó nữa, nhưng mà ngắn gọn thôi. Công việc đầu tiên đối với tài sản tài chính bao giờ cũng là phân loại. Bởi vì cái mô hình kinh doanh của H là thu nhập dòng tiền theo hợp đồng của trái phiếu trong suốt thời gian tồn tại của tài sản nên là trái phiếu này phải được phân loại vào cái nhóm thứ nhất, tức là đo lường theo chi phí phân bổ. Theo đó thì trái phiếu sẽ được ghi nhận ban đầu theo giá trị hợp lý. Bởi vì trái phiếu phát hành theo mệnh giá nên là ta sẽ có giá trị hợp lý bằng mệnh giá bằng 10 triệu đô. Tiếp theo ta sẽ đi xác định cái cách kế toán bao gồm cả suy giảm giá trị tại thời điểm cuối mỗi năm tài chính. Đầu tiên là tại thời điểm kết thúc năm tài chính 31 tháng 12 x3. Đây là thời điểm mua trái phiếu và cũng là thời điểm kết thúc năm tài chính. Trái phiếu này thì được coi là có rủi ro thấp và không bị suy giảm tín dụng. Nghĩa là trái phiếu sẽ được phân loại là tài sản tài chính thuộc giai đoạn 1 tại thời điểm 31 tháng 12 x3. Như vậy, theo cái quy định mà chúng ta vừa mới đề cập lúc trước thì công ty H sẽ phải tính toán và ghi nhận cái khoản tổn thất tín dụng dự kiến trong 12 tháng. Đây là một phần của khoản tổn thất tín dụng dự kiến trọn đời và nó phản ánh cái tổn thất tín dụng dự kiến từ rủi ro không thu hồi được tiền trong vòng 12 tháng tới kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính, được xác định bằng bình quân gia quyền của các khoản tổn thất tín dụng dự kiến theo các cái mức xác suất xảy ra vỡ nợ. Theo tình huống đề bài thì đã cho sẵn chúng ta cái mức tổn thất tín dụng dự kiến trong 12 tháng là 10.000 đô. Thì đây cũng sẽ chính là cái khoản suy giảm giá trị của tài sản tài chính cần phải ghi nhận vào lãi lỗ trong kỳ như là một khoản chi phí cho năm tài chính kết thúc vào 31 tháng 12 x3. Trên bảng cân đối kế toán thì cái khoản lỗ suy giảm giá trị này sẽ được bù trừ với cái nguyên giá của trái phiếu. Sau khi mà đã xác định xong cái suy giảm giá trị rồi thì ta sẽ chuyển đi xác định cái cách kế toán tại thời điểm cuối kỳ của trái phiếu. Bởi vì trái phiếu này được đo lường theo cái chi phí phân bổ nên là ta sẽ cần tính toán các khoản làm tăng giảm cái giá trị ghi sổ của nó, đúng không?
Cái giá trị ghi sổ của cái trái phiếu này sẽ tăng do cái thu nhập từ tiền lãi trái phiếu tính theo cái mức lãi suất thực tế tại thời điểm ban đầu là 8% và giảm do cái thu nhập tiền lãi thực nhận tính theo coupon là 5%. Lưu ý là với các cái tài sản tài chính ở giai đoạn 1 này thì lãi trái phiếu thực tế nó sẽ được tính trên cái giá trị ghi sổ gộp, tức là cái giá trị ghi sổ chưa trừ đi cái phần suy giảm giá trị do tổn thất tín dụng dự kiến nhá. Tuy nhiên là với cái tình huống này của chúng ta, bởi vì cái thời điểm mua trái phiếu nó cũng là cái ngày kết thúc năm tài chính luôn, nên là sẽ chưa có phát sinh cái thu nhập hay là cái tiền lãi thực nhận gì cả. Do vậy cái đấy, giá trị ghi sổ gộp của tài sản tài chính này tại thời điểm kết thúc năm tài chính 31/12/3 vẫn sẽ là 10 triệu đô. Bởi vì cái khoản lỗ suy giảm giá trị do tổn thất tín dụng dự kiến thì nó sẽ được bù trừ với cái giá trị ghi sổ hay giá trị còn lại của trái phiếu, cho nên là cái giá trị ghi sổ của trái phiếu trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/3 sẽ là 10 triệu đô mà trừ đi 10.000 đô bằng là 9,99 triệu đô. Ở đây nếu như cái trái phiếu, cái tài sản tài chính trong tình huống này không phải là thuộc loại một đo lường theo chi phí phân bổ mà là đo lường theo giá trị hợp lý thông qua OCI, thì khi này cái khoản chi phí tổn thất tín dụng dự kiến 10.000 đô nó sẽ được ghi nhận là nợ tài khoản chi phí suy giảm giá trị do tổn thất tín dụng dự kiến và có tài khoản OCI là 10.000 đô. Tức là nó sẽ không ảnh hưởng đến cái giá trị còn lại của tài sản tài chính trên bảng cân đối kế toán. Đó là năm X3, chúng ta sang cái báo cáo tài chính tại 31/12/X4. Khi này thì cái nhận định về rủi ro tín dụng của trái phiếu đã có sự thay đổi. Cụ thể là cái rủi ro tín dụng được nhận định là đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên là chưa thực sự xảy ra tình trạng mất thanh toán nên trái phiếu sẽ phải được phân loại là tài sản tài chính tại giai đoạn 2. Theo đó thì công ty sẽ phải tính toán và ghi nhận cái tổn thất tín dụng dự kiến trong suốt vòng đời của tài sản tài chính và được tính bằng cái bình quân giao quyền của giá trị hợp lý của tất cả các cái tổn thất tín dụng dự kiến tại các mức rủi ro mất khả năng thanh toán tương ứng trong vòng đời của tài sản. Đề bài thì đã cho sẵn cái khoản thanh toán dự kiến nhận được năm X5 là 462.963 đô và cái xác suất để xảy ra cái việc mất khả năng thanh toán là 3%, nghĩa là cái số tiền có khả năng bị tổn thất ở đây sẽ là 462.963 đô mà nhân với 3%. Còn với 5x6 thì tại cái thời điểm 31/12/4, công ty đã dự kiến được cái số tiền bị thiếu hụt, bị mất sẽ là 6.858.710 đô và cái khả năng mất khả năng thanh toán là 5%, nghĩa là cái số tiền có rủi ro bị tổn thất ở đây sẽ là 6.858.710 đô mà nhân với 5%. Ta cộng cái số tiền có rủi ro bị tổn thất của 5x5 và 5x6 lại, ta sẽ ra được cái tổng số tổn thất dự kiến trong suốt vòng đời của tài sản tài chính tại ngày 31/12/4 sẽ là 356.824 đô. Trong khi đó thì cái chi phí tổn thất tín dụng dự kiến đã ghi nhận vào năm X3 là 10.000 đô. Do vậy cái chi phí tổn thất tín dụng dự kiến còn phải ghi nhận tăng thêm vào chi phí của năm X4 là 346.824 đô. Sau khi đã xác định xong cái khoản chi phí tổn thất tín dụng dự kiến trọn đời của tài sản tài chính thì chúng ta hãy chuyển sang cái cách kế toán chung cho trái phiếu tại ngày 31/12/4. Trái phiếu ở đây thì được đo lường theo cái giá trị phân bổ. Vấn đề ta cần phải lưu ý ở đây là trái phiếu được xếp loại là tài sản tài chính tại giai đoạn 2. Do vậy, cái thu nhập từ tiền lãi vẫn sẽ được tính trên cái giá trị ghi sổ gộp, tức là cái giá trị còn lại chưa trừ khoản lỗ suy giảm giá trị của tài sản. Cụ thể thì cái giá trị ghi sổ gộp tại ngày 31/12/3 là 10 triệu đô. Cái thu nhập tiền lãi tính theo lãi suất thực tế sẽ làm tăng giá trị ghi sổ của tài sản là 10 triệu đô nhân 8% bằng 800.000 đô. Và cái lãi suất thực nhận tính theo lãi suất coupon 5% làm giảm cái giá trị ghi sổ của tài sản tài chính là 10 triệu đô nhân 5% bằng 500.000 đô. Như vậy ta sẽ tính ra được cái giá trị ghi sổ gộp của tài sản tài chính tại ngày 31/12/4 là 10 triệu đô cộng 800.000 đô trừ đi 500.000 đô bằng 10 triệu 300.000 đô. Và bởi vì cái giá trị của cái khoản tổn thất tín dụng dự kiến trọn đời
mà chúng ta đã tính ra vừa rồi thì nó sẽ được bù trừ với cái giá trị ghi sổ của tài sản tài chính tại ngày báo cáo. Tức là bây giờ ta sẽ phải lấy cái giá trị ghi sổ gộp là 10 triệu 300 nghìn đô, ta trừ đi cái chi phí tổn thất tín dụng dự kiến trọn đời là 356.824 đô, thì ta sẽ ra được cái giá trị trình bày trên báo cáo tài chính tại ngày 31/12/4 của trái phiếu sẽ là 9.943.175 đô. Thì đó là cái cách chúng ta xử lý đối với cái khoản chi phí tổn thất tín dụng dự kiến của tài sản tài chính ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Bây giờ chúng ta sẽ sang với cái ví dụ về tài sản tài chính ở giai đoạn 3. Tình huống đưa ra như sau. Vào ngày mùng 1 tháng 2 năm X6 thì A đã cho B vay 10.000 đô trong 4 năm, tiền lãi được nhận vào cuối mỗi năm. Biết rằng cái lãi suất coupon của khoản vay là 6% và cũng bằng với cái lãi suất thực tế. Vào ngày mùng 1 tháng 2 năm X9 thì B thông báo cho A rằng công ty B thì đang gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính. Tại thời điểm này thì cái lãi suất trên thị trường hiện tại là 8%. A ước tính rằng sẽ không nhận được thêm khoản thanh toán lãi vay nào từ B nữa và chỉ nhận được 6.000 tiền gốc vào ngày tất toán khoản vay. A đã ghi nhận cái khoản suy giảm giá trị do tổn thất tín dụng trị giá 1.000 đô đối với khoản vay cho B. Yêu cầu là xem các cái giao dịch này nên được hạch toán như thế nào. Tình huống thì cho thông tin rằng bên đi vay là B đang gặp khó khăn đáng kể về tài chính, thì đây là cái dấu hiệu cho thấy khoản vay của A với B là cái tài sản tài chính bị suy giảm tín dụng, tức là ở giai đoạn 3. Nhưng mà không phải là tài sản bị suy giảm tín dụng ngay tại thời điểm mua nha, mà là mua về rồi mới bị suy giảm giá trị ấy. Chúng ta phải phân biệt rõ hai trường hợp này bởi vì cách xử lý nó sẽ có cái sự khác nhau. Và bởi vì đây là cái tài sản tài chính bị suy giảm tín dụng cho nên công ty sẽ cần phải tính toán cái tổn thất tín dụng dự kiến trọn đời và ghi nhận cái khoản suy giảm giá trị tương ứng cho nó. Cụ thể thì IFRS số 9 quy định khi một tài sản bị suy giảm tín dụng tại ngày báo cáo thì cái khoản lỗ tín dụng dự kiến sẽ được đo lường bằng cái chênh lệch giữa giá trị ghi sổ gộp của tài sản và cái giá trị hiện tại của dòng tiền ước tính trong tương lai khi được chiết khấu theo lãi suất thực tế ban đầu. Trong cái tình huống này thì trái phiếu đáng lẽ phải được đáo hạn vào tháng 2 năm X10, tức là tròn một năm sau ngày 1 tháng 2 năm X9. Và đáng lẽ doanh nghiệp sẽ phải nhận được cái phần tiền lãi là 6% nhân với cả 10.000 đô bằng là 600 và tiền gốc là 10.000 đô. Nhưng do bên B gặp khó khăn tài chính ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nên doanh nghiệp sẽ không nhận được cái phần tiền lãi và chỉ nhận được cái phần tiền gốc là 6.000 đô thôi. Như vậy ta sẽ tính ra được cái giá trị hiện tại của cái dòng tiền dự kiến còn nhận được trong tương lai một năm sau sẽ là bằng 6.000 đô mà chia cho 1 cộng với cái lãi suất thực tế tại thời điểm ban đầu là 6%, đúng không ạ? Ta ra được là 5.660 đô. Thì đó là cái giá trị hiện tại của dòng tiền ước tính nhận được trong tương lai. Trong khi đó, cái khoản vay thì có lãi suất danh nghĩa bằng lãi suất thực tế là 6%, nên là cái giá trị ghi sổ gộp của tài sản tài chính này sẽ không thay đổi tại thời điểm 1 tháng 2 năm 2019, tức là vẫn là 10.000 đô. Như vậy ta sẽ tính ra được cái tổn thất tín dụng dự kiến trọn đời của tài sản tại 1 tháng 2 năm 2019 sẽ là 10.000 đô trừ đi 5.660 đô bằng là 4.340 đô. Đây cũng là cái giá trị khoản suy giảm giá trị cần được ghi nhận. Trong khi đó thì công ty mới ghi nhận có 1.000 đô thôi. Do đó thì cái khoản suy giảm giá trị cần phải ghi nhận tăng thêm sẽ là 4.340 đô trừ đi 1.000 đô bằng 3.340 đô, tương ứng là tăng chi phí trong kỳ, đúng không ạ? Đồng thời thì công ty sẽ còn phải thực hiện ghi nhận cái thu nhập từ tiền lãi trong kỳ nữa. Với cái tài sản ở giai đoạn 3 thì thu nhập tiền lãi sẽ được tính trên giá trị ghi sổ dòng sau khi là đã trừ đi cái tổn thất tín dụng dự kiến, tức là lấy 10.000 đô giá trị ghi sổ gộp để trừ đi cái giá trị tổn thất tín dụng dự kiến là 4.340 đô bằng là 5.660 đô. Do đó thì trong năm cuối cùng của khoản vay, cái thu nhập tiền lãi là 5.660 đô nhân 6% bằng 340 đô sẽ được ghi nhận vào lãi lỗ trong kỳ. Các bạn có thể thấy rằng ở đây chúng ta đều sử dụng cái lãi suất thực tế được xác định tại thời điểm ghi nhận ban đầu là 6% để mà chiết khấu dòng tiền cũng như là tính ra cái thu nhập từ tiền lãi. Chứ chúng ta không sử dụng cái lãi suất 8% mà được xác định tại cái thời điểm mà khi mà tài sản tài chính được xác định là bị suy giảm tín dụng nha.
Chúng ta sang một cái ví dụ cuối cùng. Đó là ngày mùng 1 tháng 4 năm X7 thì công ty C đã mua trái phiếu của công ty E với cái giá là 20 triệu đô từ một nhà đầu tư bên thứ ba. Trái phiếu thì có thời hạn 5 năm ban đầu, được phát hành vào ngày mùng 1 tháng 4 năm X6 với cái giá 30 triệu đô và có lãi suất thực tế là 15%. Tuy nhiên vào tháng 9 năm X6 thì công ty E đã thông báo rằng họ không thể hoàn thành các cái khoản thanh toán lãi suất hàng năm theo hợp đồng và sẽ phải giảm đáng kể cái khoản phí thặng dư cho người nắm giữ trái phiếu khi mà mua lại. Vào ngày mùng 1 tháng 4 năm X7 thì công ty C đã tính ra cái lãi suất thực tế điều chỉnh theo cái rủi ro tín dụng dựa trên cái dòng tiền dự kiến trong tương lai liên quan đến trái phiếu là 4%. Vào ngày 31 tháng 3 năm X8 thì cái mức gia tăng tổn thất tín dụng dự kiến trong suốt thời gian kể từ ngày 1 tháng 4 năm X7 được tính là 0,3 triệu đô. Yêu cầu ở đây là tư vấn về cách xử lý kế toán đối với tài sản tài chính trên báo cáo của công ty C cho năm kết thúc vào 31 tháng 3 năm X8. Thì tình huống này cũng là trái phiếu nhưng mà có sự khác biệt với các cái tình huống trước ở chỗ là trái phiếu này ngay từ cái thời điểm mua ban đầu đã có bị suy giảm tín dụng. Bởi vì cái thời điểm tháng 9 thì cái bên phát hành trái phiếu là công ty E họ đã thông báo rằng họ gặp khó khăn trong việc thanh toán đúng không ạ? Nhưng mà đến mùng 1 tháng 4 năm X7 thì công ty C vẫn mua trái phiếu của họ. Thì tức là ngay tại thời điểm mua ban đầu cái trái phiếu này, cái tài sản này nó đã bị suy giảm tín dụng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ phân tích xem là cái cách xử lý nó có gì khác biệt. Đầu tiên thì vẫn là cái vấn đề phân loại tình huống này, công ty C mua trái phiếu là tài sản tài chính, không có thông tin về mô hình kinh doanh của C đối với cái tài sản này, tuy nhiên ta có thể giả sử là nó cũng sẽ được phân loại là chi phí phân bổ. Và do vậy tại ngày mùng 1 tháng 4 năm X7, tại ngày mua ban đầu thì nó sẽ được ghi nhận theo cái giá trị hợp lý là 20 triệu đô. Khi C mua trái phiếu thì trước đó công ty E đã không thông báo rằng không trả được nợ lãi và thông báo rằng trái phiếu sẽ được thanh toán, sẽ được mua lại với cái dòng tiền thấp hơn so với cam kết ban đầu. Điều này có nghĩa là C đã mua một cái tài sản tài chính bị suy giảm tín dụng ngay tại ngày mua. Cái việc mua những tài sản kiểu như này thì có thể không phổ biến ở Việt Nam, ở nước ngoài thì rất là phổ biến nhá. Và đối với cái tài sản tài chính bị suy giảm tín dụng ngay tại thời điểm mua ban đầu như này thì sẽ được xếp vào cái tài sản tài chính ở giai đoạn 3. Nhưng như đã nói là nó sẽ cần có cái cách xử lý khác biệt một chút so với các cái tài sản khác thuộc giai đoạn 3 này. Cụ thể là bởi vì cái giá trị hợp lý của trái phiếu tại ngày mua nó đã được xác định để bao gồm cả cái rủi ro tổn thất tín dụng tại ngày này rồi, nên C sẽ không cần phải ghi nhận cái khoản suy giảm giá trị tương ứng với cái tổn thất tín dụng dự kiến trọn đời tại thời điểm ban đầu nữa, mà C sẽ cần ghi nhận cái sự thay đổi của cái ECL trọn đời này tại thời điểm cuối mỗi năm tài chính cho đến hết vòng đời của tài sản. Tình huống thì cho thông tin về cái khoản gia tăng trong ECL trọn đời tại 31 tháng 3 năm X8 là 0,3 triệu đô. Thì như vậy 0,3 triệu đô này sẽ được ghi tăng vào chi phí trong năm tài chính và đồng thời bù trừ với cái giá trị còn lại của trái phiếu trên bảng cân đối kế toán. Còn cái phần thu nhập tiền lãi thì sẽ được tính bằng cách áp dụng lãi suất thực tế đã điều chỉnh rủi ro tín dụng xác định tại thời điểm ban đầu là 4%, tính trên cái giá trị phân bổ của tài sản cũng tại thời điểm ban đầu. Cụ thể thì ta có cái giá trị phân bổ của tài sản tài chính tại ngày mua mùng 1 tháng 4 năm X7 là 20 triệu đô. Cái lãi suất thực tế đã điều chỉnh cho rủi ro tín dụng xác định tại thời điểm ban đầu là 4%. Thì như vậy ta sẽ tính ra được cái thu nhập tiền lãi ghi nhận vào lãi lỗ trong kỳ sẽ là 20 triệu đô nhân 4% bằng 0,8 triệu đô. Biết rằng cái phần ECL trọn đời mà đề bài đã cho sẵn là 0,3 triệu đô thì do vậy cái giá trị ghi sổ thuần của tài sản tài chính tại 31 tháng 3 X8 sẽ là 20,8 triệu đô trừ 0,3 triệu đô bằng 20,5 triệu đô. Thì đó là cái cách chúng ta áp dụng mô hình ECL để mà đánh giá và ghi nhận suy giảm giá trị của các cái tài sản tài chính nha. Các bạn lưu ý rằng là nhằm đơn giản hóa cái việc kế toán thì sẽ có ngoại lệ áp dụng đối với các khoản phải thu rồi là contract assets theo IFRS số 15 hoặc là các khoản thu từ hợp đồng thuê theo IFRS số 16. Cụ thể là đối với các khoản phải thu thương mại hoặc tài sản hợp đồng không có yếu tố tài chính đáng kể theo IFRS 15 thì cái khoản suy giảm giá trị sẽ được tính theo khoản tổn thất tín dụng dự kiến trọn đời kể từ thời điểm ghi nhận ban đầu cho đến suốt cái vòng đời của tài sản. Còn đối với các khoản phải thu thương mại và tài sản hợp đồng khác, tức là cái loại mà có chứa yếu tố tài chính đáng kể ấy, cũng như là các cái khoản phải thu từ cho thuê thì công ty sẽ có thể lựa chọn chính sách kế toán của mình
để đo lường cái khoản suy giảm giá trị ở với cái mức bằng với cái tổn thất tín dụng dự kiến trọn đời. Thì đó là toàn bộ vấn đề về suy giảm giá trị của tài sản tài chính mà chúng ta cần phải biết trong môn SPR. Chuỗi video về chủ đề các công cụ tài chính này chắc là cái phần khiến mình cảm thấy thỏa mãn và tâm đắc nhất sau khi thực hiện xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.